học được mấy câu YouTube đâu, lại quay bà nội cái ơi nè. Dạ, đi. Quay bà nội lại cái nữa kìa. Quay bà nội coi. Đâu con quay bà nội coi mình làm YouTube mình. Xin chào quý vị khán giả. Giữ gìn sức khỏe. Không cho nội đi nữa. Vậy đó. Con mới thương. Vậy đó hả? Vậy đó con mới thương. Hết sức không? Em đang ham làm YouTube. Con đang học làm YouTube phải không? Kênh dạ, con tên gì? Biết kênh tên gì ạ? Đặng tôi biết, tôi đăng ký rồi. Tên gì? Tên Hành Đức. Tên Hành Đức hả? Ờ. Mai mốt ai đăng ký cho kênh của Nguyễn Thành Đức giùm nha. Rồi mình chào, mình nói làm sao mình gặp nhân viên mà vô mình gặp tương tác mình nói làm sao vậy ơi? Nói sao con? Quay bà nội coi. Quay bà nội thì kêu bà nội làm gì nè. Nói chào cái gì dạ? Xin chào quý vị khán giả. Không cho nội đi nữa. Bởi gì đó? Làm sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe. Vậy đó con mới thương. Học được cái câu đó. Có câu đó. Tại nhà. Nắm nó gặp nó biểu xin chào khán giả. Gắn camera đó bao nhiêu tiền chú? Triệu 2 đó. Vậy hả? Vậy ông xong rồi. Của bà Út chứ của ai? Giờ nó lấy rồi bà Út cầm tay nè. Ngày có phải là nói là cả ngàn người, mấy ngàn người bình luận vô. Vì vậy mà nên mấy anh em YouTube đây mới hỏi Út để đính chính lại sự việc đó là có thật không? Út biết sao được, nói vậy thôi. Dạ. Út cũng không có biết. Thì thứ hai nữa là người ta cũng định gửi mua cho nó một cái dọc hơn hứa rồi. Đấy thì người ta nghe clip đó người ta không cho luôn. Rồi người ta hứa cho tiền xài cái gì nó cũng không cho luôn. Cũng còn nghiệp em ha. Dạ, cho nên con mới đến đây. Giờ nghe chỉ có nghe nói thôi. Dạ. Nếu mà giờ cắt đứt nó vậy thì cũng tội nghiệp cho nó. Dạ, mà tôi nó làm ra tiền bạc nó thì tôi không có nhúng vô nghe. Dạ. Thì tại vì như cắt nó thì như có đồng tiền gửi cho nó thì nó có đồng tiền nó uống cà phê, cà pháo này kia. Chứ còn đối gì với tiền của nó là tôi không có gớ. Đó vậy đó. Chứ đừng có nói mà như tôi che chở mà nói tiền bạc của chim sâu mà tôi tại là giải là tôi muốn gớ cái tiền của nó. Thì bây giờ mình nói là con mới gớ chim sâu. Chim sâu nó cũng nói là không có. Tại mà kia nó xin tiền nó không cho. Rồi là bà mới nói vậy, hai người nó tự cãi. Nhưng mà theo mình thấy á, từ ngày mà là YouTube đã biết qua nó đến giờ là làm sao còn thời gian nào mà thấy quýnh bài đâu. Mấy chục kênh YouTube quay có ai thấy được nó quýnh bài đâu. Cái chuyện này nhiều khi là có thể là lúc hồi xưa hay sao á. Tại vì á, cái thời gian mà chị chim sâu mà đi tới đâu là hầu như là cũng có YouTube đi theo, đúng rồi. Trực tiến đi theo hết. Trực tiến đi theo hết. Có một cái khoảnh khắc nào mà bài mà lọt vô được cái khung ảnh hết. Đúng rồi. Nên cái sự việc này nó rất là nghi ngờ. Ừ. Thật sự mình không phải là mình binh phụng phải không, nhưng mà sáng ngủ trong mùng chưa ra nữa, khi ra là YouTube đã dính liền với màn hình nó rồi. Ờ. Đó. Có bữa nó ngủ tới 1 giờ luôn. Mà chị Út thấy mỗi lần nó thức dậy là YouTube đã dính liền với nó tới chiều tới tối luôn rồi. Hổm gài tôi cũng nghe phong phanh vậy thôi. Tôi nói đây tôi gặp trong dì Hà này có lên, tôi nói tại vì dì Hà với nó nhận là nói như là con. Mà tôi gầy nó không nghe. Thì đó thì Út Hà nói là nó nghe, nhưng mà hồi sáng tới giờ còn chưa có cơ hội để quay nó được clip nào để nói chuyện với nó luôn. Không có, ngày qua là có cái ai quay lên là gây lộn với người bán vé số luôn. Là ở đâu có đặng á. Chứ ở đây không có nghe. Rồi tới trưa sáng chút có mấy chú hồi tức về lại quay hỏi. Hỏi vậy đó, tôi nói tôi đâu có nghe gì đâu. Còn ví dụ như trong nhà này mà nó sẹt đi ra là nó chạy lại quán võng đằng này, nó lại quán võng đằng kia, nó ngồi chứ cũng vui. Nó ra khỏi cửa là YouTube đã dính với nó rồi. Yeah. Đâu có để nó đi một mình đâu. Từ lúc mà nó nổi tiếng đến giờ là nó không có đi một mình.
Cho nên cái việc quýnh bài này có thể là lúc hồi xưa làm sao mà đó nhắc lại hay gì á. Cũng như không biết ngày xưa nó có đi lang thang. Lúc mà nó đi lang thang nó đúng rồi. Chứ còn bây giờ là không có đâu. Về đây thì không có thấy thiệt, tại vì mình cũng nói thì, cũng nói thẳng, không có biết, tại vì tôi không ở bên đây thường. Đó đúng rồi. Từ hôm cất nhà là tôi đi đi về vậy thôi chứ không ở bên đây thường. Thì Út Hà không phải là biện minh cho Kim Phụng nhưng mà thật sự là như vậy. Tất cả kênh YouTube đều đeo sát nó là từ lúc mà nó đã phát lên còn cái nhà cũ luôn. Tới giờ là nó không có thể nào giây phút nào mà nó gời được YouTube để quýnh bài. Mà cũng chưa có một cái màn hình nào của YouTube mà chứng kiến là nó quýnh bài. Cho nên thì quý khán giả người trong nước và ngoài nước thì cũng mong xem xét lại để hiểu cho em Phụng, đừng có hiểu lầm gì cũng tội nghiệp cho em. Còn mà nếu mà nó có quánh bài thì nói chung là những cái kênh YouTube này, thí dụ bây giờ 10 kênh đi giấu hết giờ cũng phải còn kênh để quay cũng dính quánh bài à, chứ không có thể nào 10 kênh cũng quay nữa. Trời ơi, nó quay hình mà nội nó gõ gạt luôn kìa. Nếu mà bây giờ Út cho con một cái quyết định đi, nếu mà chim sâu mà đúng quánh bài là cái hướng Út sẽ xử lý chị chim sâu như thế nào? Không, nếu mà Út bắt nó gặp tại trận nó quánh nó liền á, Út nói thiệt luôn. Ông quýnh tại chỗ liền đó, tại vì nhà Út đâu có vụ chơi, cái không có ưa cái vụ đó từ hồi đó tới bây giờ luôn. Mà nếu mà Út gặp là ông quýnh á, ông nói thiệt luôn á, mà nói nào nghe mình cũng quýnh, mình hù nó cho nó sợ vậy thôi, chứ không phải mà nói quýnh nặng nhẹ hay này kia làm dữ cho nó vậy thôi. Nói chung mình răng lên, mình răng lên làm dữ cho nó mới được, giữ này kia cho chị sợ thôi chứ thực chất rồi mình không có tác động. Đúng rồi đó. Giống như hồi sáng này nè, mình ngồi đây mình đợi nó nói là nó đi ăn, thì Út Hà đi ra ngoài đó đợi thì nó chút xíu nó cũng quay trở về đó, chứ ngoài đó nếu nó quýnh bài nó lỏng lẻn ra ngoài là nó chơi một hồi rồi này nó không có, nó cũng đi vô đó. Không, hồi sáng chưa có YouTube á, đang đặt bà nội quay kìa trời, quay luôn á, ngồi chờ nữa kìa. Xin chào YouTube nhí, gạt đầu. Sao không dạ mà gạt đầu không? Út ơi, có thể là chim sâu giờ còn đang hút thuốc, có thể là Út phiên chim sâu là hạn chế hút thuốc như thế nào được không? Bớt nhiều rồi đó. Thì thế thì bên đó cũng bớt, nhưng mà nó đi khỏi nó mới hút, cho nên nhà nó đâu dám hút đâu. Nhưng Út cũng làm chứ. Nói cái nào đó không phải là Út làm nó dữ lắm, chứ không phải mà Út bỏ qua, thấy không phải mà nói mà tôi ghét nó làm vậy, nó làm, tôi không có ngó tới. Nhưng mà Út làm dữ lắm, nó hút thuốc cũng làm, mà hằng ngày qua này Út nghe nó hút bài là Út cũng làm nó dữ lắm mà. Vậy là cái vấn đề hút thuốc là nếu mà ở trong nhà là hầu như là Út là sẽ cấm luôn đúng không? Không, cấm tuyệt đối trong nhà. Nhiều khi nó đi ra ngoài á, thì nếu mà mấy chú này có quay nó hút thuốc á, là lúc đó là Út mới biết là nó ở ngoài, nó đi ra ngoài nó hút thuốc là tại vì nhà Út bắt cái mày coi á. Bây giờ Út như là có muốn tụi con ở ngoài là khi quay là cấm gì hút thuốc luôn không, là tụi con sẽ cấm? Thì Út cũng cấm là luôn. Chắc là cần mấy đứa quay xong mới cho nó hút thuốc nữa. Không cho hút thuốc là tốt nhất. Tại vì hút thuốc xíu là cái quả chạy mất tiêu à. Để xuống đàng hoàng còn để hơn có mình làm mới được ngồi lôi tí ngồi lâu chút. Còn nếu mà không hút thuốc là chút xíu là rút. Tại vì á, nếu mà thà giữ cái chị đó thì tụi con như có thể quan sát được là gì thế. Té không? Chụp vô té. Mà nói vô chụp vô té. Chích cho con té. Ơi! Đi ra đường này kia, băng đường là không có quay. Con, chú. Cái này chạy thấy vậy? Dạ, rất nguy hiểm. Là cuối ngày lúc có ngày nguy hiểm, xe không. Rồi sáng giờ chú ăn cơm chưa? Chưa, nãy mới về nấu cơm. Ở nhà Út nấu cơm không không? Chứ là nó nấu vô. Bây giờ hiện tại thì ai đang phục vụ ai không? Út không có gì cái giải gì được. Thì giờ nó bệnh hoạn vậy đó, Út đâu có để cho nó nấu cơm nữa. Bấm vô đây nè, bấm vô đây nè, nó đổi hình khác ra làm sao, bấm vô. Có chứ, giờ là nó coi là nó không ăn nữa. Chứ không? Nó nói Út làm không có ngon. Nó nói mấy chú hồi tớm hỏi mẹ chồng làm ngon không, nó nói không, mẹ chồng làm không ngon, Phụng làm ăn mới ngon. Cũng lạ quá không? Cũng như là nhiều khi nó không có vừa miệng của nó, không vừa khẩu vị. Hôm nào có để chim sâu nấu thử bữa rồi. Nó mày chồng nấu không dễ. Không, ví dụ như nó nấu rồi Út đứng kế bên bắt nó rửa muối rửa đồ rồi nó nấu rồi mình nêm thử một bữa coi. Nhiều khi cái biệt tài ta có được chuyện đó giỏi sao? Cái này chắc là mỗi lần là như Út nấu chắc tôi kêu chị sau đứng bên chỉ. Nấu lại, Út ơi.
nói chung ra là nó sợ chị đó, nó ít có lợi gần lắm, không dám lợi gần. Kêu nó lại cái nó không lợi. Dạ. Cũng như ngày hôm qua nó nằm hoài, cái vô kêu đi ra rửa bông dán thôi, nằm hoài đó à. Thôi mất ngủ rồi. Rồi cái sọt lét, nó bộ sọt lét cho nó thức chị. Ai ăn mấy rửa đi. Chạy sướng con. Ai ăn mấy rửa đi. Ba chồng bắt đầu luôn. Rồi thôi cũng bớt ai luôn. Mà lúc đó giờ là chim sâu làm đừng có đẩy lên đẩy xuống bột lấy lại cũng mà thử coi cái cảm nhận coi chim sâu làm nó ngon hay là không ngon thôi. Thử bắt đầu thử liền bữa ra mình nhìn cái lòng thích nó hơi khó mình mới nếm một cái mình thử như thế nào mới biết được chứ Út làm thì chim sâu không dạng rồi đó. Thế nhưng mà thằng Long nó khẳng định Long nó khẳng định là vợ nó nấu đồ ăn ngon mà. Dạ. Chừng chứ ngon thiệt đó Út à. Nhiều khi ngon thiệt đó. Lập thử. Biết sao? Ví dụ như mình cho nó quan sát cái chuyện nó rửa, nó rửa cho nó sạch sẽ rồi nó làm sạch sẽ rồi cho nó nấu thử một bữa đi. Ừ. Tại vì có hỏi qua thằng Long, Long nó nói không, vợ em nấu đồ ăn ngon. Nó có xác định là vợ nó nấu đồ ăn ngon mà. Có lẽ là như vậy đó. Tắt coi cái thau đó. Còn tắt thì cũng coi được. Tắt rồi. Ừ. Quay cái này không có bắt nữa rồi. Biết không? Tắt đi con quay đi, con quay đi con đừng có bắt cái nó nữa. Quay hồi đứng máy rồi, quay gì nổi nữa. Quay hồi sáng tới giờ làm YouTube hồi sáng tới giờ luôn mà. Vậy là quá trời nhiều chứ. Hai người đừng có nói nữa. Đừng. Bà Út. Không chứ không có nói hai người nghe chưa? Ta đang quay phim, không nói chuyện. Muốn qua bữa nay nhà ông có phải tấm nhỏ nè muốn không? Kêu ông nội lại đây ngồi quay phim. Đồ ăn hồi nãy là Long là có xác định là chị chim sâu làm ngon đúng không? Thì để bữa nào anh em tụi con ở đây sẽ mời chị chim sâu nấu một bữa. Tụi con ăn thử luôn. Mấy anh em mà mua chuột chứ tôi chịu thử làm thử ngon mình anh em giúp mình ăn luôn. Mình nghe thử mùi luôn. Nó quá bình thường mình phải thử mới được có ngon hay không. Chua sào củ tiểu hả anh em. Là mấy anh em mình ở chung đó nha. Nếu mà bắt cái đó thì đi chỗ khác. Bộ quay vậy là hãy nó không có ai sao. Dính vô á, dính nhạc. Nhạc vô bánh nó quyền á. Dính nhạc vô không được. Quánh sập kinh luôn á. Sau này có nhà không? Đó. Giờ này ngủ rồi. Đi ngủ rồi. Ừ. Ngày nằm ngủ rồi. Chưa đã rồi phỏng vấn chút xíu rồi dọn cơm cho ông xã ăn đi giờ này 12 giờ 1 giờ rồi kìa có bà chồng rửa chén luôn lần nào lên gặp bố cũng rửa chén mà bữa nay ăn dâu người ta giặt đồ cho bà và chồng được con bộ đó nha nói giỏi vậy ha này giỏi lên ha nói chung không có gì mà mới đầu tiên nó sẽ biết liền nói chung phải từ 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 dạy dỗ từ từ tại vì hồi nào tới giờ nó sống buông thả mông lông nó quen rồi nó đâu có vô cái sự khuôn khổ ép buộc rồi đâu bây giờ từ từ nó dạy từ từ chứ căng thẳng quá nó làm không được cái chỉ nói chỉ nhức đầu gấp quá là hư đó chỉ nói chỉ nhức đầu nhưng mà theo chút mơ mốt ha chị nói chuyện nó thì chị đổi giọng coi Phụng con làm tiếp này cho mẹ coi con vài lần coi nó ngọt nó phái lắm đó nha đóng vai đóng vai mẹ hiền vài lần coi chỉ đổi không Phụng ra đây làm tiếp mẹ này coi con mà sao thấy làm hung quá thì nó nghe không vậy hả à hay nó xịu nó đi ha nó hỏi bây giờ trả vô không hay đi à. Cái quay trả vô còn nếu mà nói nhẹ nhẹ đi luôn nhẹ nhẹ không vô bỏ ra qua lôi nó lại nó không đó mà nó ở vô nhà không có đi đâu hết trơn á tại vì nó đi ra sợ nó hút thuốc hút men rồi biết rồi nó không có bỏ được nắm lôi bầu nó giặt luôn nó thấy sáng thấy đi ra ăn chút cỡ vô đó đi ăn sáng đó thuốc này nói lông cơ mà kêu nó bỏ thuốc không bởi vì hồi sáng Hòa khuyên Long mơ mốt cưng hút thuốc á là cưng phải hút tránh mình Phụng hút ngay mặt người ta ta đang nghiện thuốc nghe hơi khói sao ta nhịn nổi thằng kia hút phải né nhỏ này nó không nghe được cái hơi khói nó mới bỏ qua được vô quầy mấy chú gắn cho mẹ ai thằng Đức hả tao dù tập nhí nói là nó đi vậy nhí rồi nếu mà nó tập thì nhí là nó quen đó nó sáng dữ lắm đó bữa nay biết kêu bà chào khán giả rồi đó đặc biệt quay không cho nói chuyện nữa đó nha
Chị Út lên đây ở luôn không? Dạ, đây ở. Vậy là ổng là chính thức là lên đây ở luôn rồi đúng không? Dạ, còn ổng đi về thì tới luôn gì. À, đi gì bà coi, nó đi có đêm nó ở tới 11, 12 giờ nó chưa có về nữa, rồi nó bỏ nhà, bỏ cửa. Ở còn sâu hả? Ở đây nè. Đi canh 9 giờ về mà. 9 giờ có nhiều khi đi chơi, ở đây 2 đêm là nó đi bữa nào có khi nó về. Đêm hôm này? Hôm này thì về hơi sớm sớm. Đêm hôm này về chưa được 9 giờ mà. Lâm đi chợ cái hông? Dạ. Ủa, cái lúc mà mình đi về bên này ở luôn á, cái thông tin này á, khi mà chim sâu nghe cái thông tin mốt gì ở luôn vậy, không biết chim sâu đó phản ứng như thế nào? Không biết nó phản ứng sao, mà hỏi giờ về đây ở rồi giờ sao, ở đâu, nó ở đây luôn. Ừ. Nó ở đây luôn. Phản ứng bình thường luôn hả? Bình thường, trả lời bình thường, ở đây luôn. Như là đã chấp nhận từ lâu rồi đó. Nếu mà như lúc trước á, mà nghe tin này một cái nha, là hơi bị căng luôn á, chim sâu hơi bị căng luôn á. Không, Út Hà có nói với nó rồi, nói nhà của mẹ chồng ở thì mẹ chồng làm phụ tiếp, con khỏi làm, con khỏe nữa. Mà mẹ là mẹ của chồng mình nên là con phải nghe lời, đừng có đuổi mẹ nữa nghe, bữa hổm đó nó nói con xin lỗi rồi. La nó nói con có xin lỗi rồi. Dạ, chắc là nghe vậy đó, từ từ suy nghĩ. Nói chung ra thì nếu mà có người giải thích nhỏ nhẹ nó từ từ nó hiểu, nó sẽ làm theo à. Mà theo nó mà nó như người ta tôi cưng dữ lắm. Dạ, tại vì chứ có con trai với con dâu mà. Không có con gái. Ừ. Hồi đó tôi thấy nó thì tôi giận thiệt, tại vì mình thấy thằng Long nó vậy rồi nó đi ấy với con này vậy rồi thấy mình không có đồng ý. Nhưng mà tại mình không có con gái mình cũng thương. Dạ. Thương rồi nó đuổi nó thì đuổi vậy chứ thấy nó tội nghiệp đuổi thì nó cũng ôm đồ nó đi. Nó đi rồi thì mình đi về bển thì nó cũng trả lại nó. Dạ hả? Tội nghiệp vậy, xách đồ đi luôn hả? Dạ đó. À, tôi lúc ở nhà sàn không biết gì, dục rồi cái sàn hết, lúc nó mới về nha, dục hết, đi ra khỏi nhà tôi, tôi muốn chứa cái này đi, tôi nghiệp bợ rồi cũng lấm lét cũng lấy đồ dồn vô bao, dồn vô bao, không có xách đi, dựng vô trong đó, dựng vô trong vách vậy nè, dựng vô thì nó đi mất tiêu à, mất tiêu, tôi hỏi xong xách đồ đi, chút gì xách, trả lời vậy đó, chút gì xách, còn chút là trở về ở lại luôn, dạ chút nữa cái mình đi về bển, cái về bển thì trở lại xách chở lên nhà nữa. Dạ chị Út, như từ chỗ đây chỗ cái nhà này mà qua chỗ bán của chị ở là mấy cây số chị? Thì đi qua đò này thì đi lên chắc cũng vài cây số. Vậy thì theo như Út Hà nghĩ như vậy nghe, Út Hà góp ý ha. Thì nhờ mình tuổi mình cũng còn buôn bán được, không mấy thì sáng hai ông bà xách xe về bển bán tan chợ ha, chiều gì đó là về không bên đây ngủ. Như ở trước cửa nhà gì để cái lòng thì mình cũng bán vậy đó, rồi tới chiều tối về bên đây ngủ để mình kiếm thêm tiền, chứ giờ về bên đây mà không làm rồi sao được vậy hả? Rồi sáng ổng về bển ổng bán ha, ổng có ổng ngủ bển luôn. Dạ vậy hả? Như mình mới có thể mình xiên. Tăng cường thêm một cái lòng mình để bên đây bán này cũng ngay đường rất là êm luôn á. Ổng xiên thì ổng nấu cơm ông ăn, còn ổng xiên thì xách xe ổng chạy về ổng ăn cơm. Dạ. Còn phải rồi, còn không thì về bên đây mình làm thêm cái chỗ đó mình bán cũng được. Trước thì cũng đang suy nghĩ đó. Chứ giờ mình không phải hỏi người ta, hỏi chủ đất người ta. Chứ giờ mình ở không sao được. Bên đây cái nền chưa có nền nè, trống nè. Các cái trại. Trống mình cũng phải hỏi, ví dụ mình muốn bán cái đó mình phải che cái trại nhỏ. Ừ, che cái trại đang mình ngồi hả? Trong hơi nắng ha. Dạ để nắng gà, chứ mình ở trong nhà ví dụ mình nấy mình dòm ra mình cho. Rồi ngoài cái việc bán gà đó còn cái việc gì mà Út bán hồi xưa không? Hồi đó thì không có mần cái gì, nhưng mà mình cũng bán gà, có cũng bán gà hoài thì mình mần. Dạ. Bây giờ nghỉ mần nữa thôi, không có mần nữa. Bán nguyên con người ta xách về. Bán vậy, nguyên hả? Con người ta xách về người ta mần. Ừ. Cái chạy để trước cho chim sâu bán luôn. Mình thấy mấy người ta cái đường này nè Út, thấy cái đường này dài xuống thấy người ta bán bắp nấu được nè. Giờ mình cây củi đồ nhóc hết trơn, mua bắp về mình nấu để trước bán được á. Dạ. Nói chung mình ở ngoài đường cái này mình rất là dễ. Dễ gì cũng được. Mình ở đây nè có khoảng trống nè, mình lấy ba ông táo mình bắt lên mình mua bắp về nấu tại chỗ bán được á. Cái đó có mồm lông nó rảnh nó làm tiếp coi, chứ giờ làm nặng không. Thì giờ mồm lông nó làm bằng đêm, nó làm bảo vệ chút xíu, về bằng ngày nó ở không chứ có làm gì đâu. Kêu nó đi chở bắp về. Ảnh cũng hơi. Muốn làm không. Có như ba nó kêu đẩy ba nó cắt vô từ hôm đó tới bữa nay luôn đó. Không kêu đẩy nó để chừng nào đẩy cũng được vậy đó. Cái xong mập quá làm biếng á, mấy người nói qua rửa cái nắm mập lên mệt á, làm chút mệt à. Hồng tim. Dạ. Rồi cái sống của nó nữa, bởi vì nó mặn nặng, nó mặn chút nó mệt dữ lắm.
lúc đó ổng thòng tim ổng mệt cái ổng chết queo vậy đó. Trời. Mỗi lần thòng tim cái ổng chết queo, ba ổng cổng ổng đi, đi bác sĩ không đó. Có một thằng cũng mệt mỏi. Hai người mà Úc có hai người đó mà Đức không ạ? Đức nữa hả? Đó, Đức giờ nó đi làm YouTube rồi đó. Đức mà. Đó, quay đó, đó. Đức làm YouTube rồi. Ở đây quay nói chuyện hoài, anh bực bỏ anh qua bỏ anh quay đằng đường ai nói chuyện. YouTube bỏ kêu đừng nói chuyện hả? Không cho nói chuyện. Rồi nói chuyện sau Đức quay luôn rồi. Nói này mà quay luôn. Dì mối hết rồi. Thôi mốt mốt mối chàng. Mốt mối chụp sâu chứ. Thôi Úc Hà xin kết thúc video ở đây ha. Cho chú Úc chỉ cơm nước kìa đi cũng 12 giờ 1 giờ cả nhà ơi. Quay hoài anh không có dọn cơm gì ăn được hết. Thấy nó đỡ, đỡ hơn không hả? Thấy nó ngủ quá thì thuốc á. Kêu nọ nó. Kêu bà nọ nói chuyện. Bé nha con. Kêu bà nọ. Dạ con quay bên ông đây. Hỏi bà nọ kìa. Hỏi bà nọ ăn cơm chưa? Con quay đi để xuống, để xuống hỏi cái gì. Dạ gì lên tới nóc nhà đâu có gì đâu. Dạ lên mắt quất bà nội, thôi chắc ruột con ngốc này hư luôn quá à. Thôi đừng có dạy nó bẻ nữa. Ấy vậy nè. À vậy được rồi. Thấy chú này cao nè, nó muốn làm cho bằng cái đó đó. Cái này làm không có được, cái đó làm mới được, cái này làm không có được. Con làm vết thương của Út đó. Hôm nay để mai mốt con Út lên luôn, Út nó có